Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review sách của mình. Và hôm nay sẽ là video thứ 3, chúng ta sẽ cùng nhau review về cuốn sách Người Gia Thành, ông chủ của những ông chủ trong giới kinh doanh Hồng Kông. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một số nhiệm vụ sau đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ đọc 100 trang sách này và chắc chắn rồi. Thứ hai là chúng ta sẽ review nội dung 100 trang sách chúng ta vừa đọc. Thứ ba nữa đó chính là trong 100 trang sách này, Lý Gia Thành có nhắc tới những cái chiến lược mà ông đã giúp cho tập đoàn của mình trở thành một trong những cái tập đoàn mà lớn mạnh nhất châu Á, và có thể đó là chiến lược về marketing, chiến lược nhân sự, chiến lược tài chính hoặc là chiến lược về sản phẩm nữa. Và nhiệm vụ chúng ta đó chính là đi tìm ra những chiến lược đó. Và tiếp theo nữa đó chính là chúng ta sẽ rút ra được một số bài học sau khi chúng ta đọc hết 100 trang sách này. Và phần cuối của video mình sẽ nêu một số cảm nhận của mình sau khi mình đọc hết 100 trang sách. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với video thứ 3, review về cuốn sách Lý Gia Thành, ông chủ của những ông chủ trong giới kinh doanh Hồng Kông các bạn nhé. Ok, phần đầu tiên của video đó chính là chúng ta sẽ review về nội dung 100 trang sách đã đọc. Và chúng ta tiếp nối của video thứ 2 thì là mình đang dừng ở nửa đầu của chương số 8. Và trong video ngày hôm nay thì nội dung 100 trang sách mình đọc nó kéo dài từ chương số 8 đến hết chương số 10, và cũng là những trang sách cuối cùng của cuốn sách này. Và trong nội dung của chương số 8 mình sẽ review nhanh qua một chút, đó chính là khi mà Lý Gia Thành đã quyết định đầu tư vào cái lĩnh vực truyền thông thì ông đã có một cái dự định, đó chính là dự định lớn hơn, đó ông phát triển một công ty viễn thông, đó là công ty viễn thông Hòa Ký. Và không chỉ đơn thuần ở kinh doanh ở mảng di động, mà dự định quản lý là muốn đầu tư 3 triệu đô la Hồng Kông vào lĩnh vực truyền hình cáp và 1 triệu đô la vào lĩnh vực, đó là chính là chương trình tiếng Quảng Đông trên truyền hình. Bởi vì là thời điểm đó thì Hồng Kông vẫn đang sử dụng tiếng Quảng Đông rất là nhiều, bây giờ thì có thể là ít hơn rồi. Và lúc này thì trong cái cuộc chiến thị phần thì ông cũng gặp phải một số những đối thủ, ví dụ như là Telecom Hồng Kông này, rồi là tập đoàn viễn thông Hồng Kông nữa. Và một số cái thách thức mà lúc này Lý Gia Thành phải đối mặt, đó chính là ông phải đối mặt với tập đoàn BioSo của Mỹ, và một tập đoàn sẵn sàng đầu tư 2-3 tỷ đô la Hồng Kông vào bất kỳ một cái lĩnh vực nào, miễn là lĩnh vực thuộc lĩnh vực truyền hình cáp. Thì tức là có một cái đối thủ khá là lớn mạnh với cái tiềm lực tài chính rất là tốt, muốn nhảy vào cái thị trường truyền hình cáp này. Và nhưng mà lúc này thì trong câu đua này thì tập đoàn Hoa Kỳ có tiếp tục tham gia câu hỏi là tập đoàn Hoa Kỳ có tiếp tục tham gia cuộc đua viễn thông hay không. Thì thực tế tại thị trường Hồng Kông lúc bấy giờ thì có rất nhiều đối thủ muốn tham gia vào, nhưng Lý Gia Thành đã quyết định từ bỏ cuộc đua khi mà chỉ còn có 2 đối thủ, mà tức là khi ông đã đánh bại rất nhiều đối thủ rồi, ví dụ như là những công ty đầu tư vào những cái Watch Holding này với 28% số vốn này, rồi là họ đấu thầu rất nhiều vào cái lĩnh vực đó. Thì tại sao mà Lý Gia Thành lại từ bỏ? Thì Lý Gia Thành nói rằng là mà ông từ bỏ là bởi vì cái rất là khó đoán biết cái yêu cầu của chính phủ trong cái cuộc đấu thầu này. Và có phải là khi mà ông từ bỏ thì có nghĩa là ông đã từ bỏ hẳn cái lĩnh vực truyền thông này không? Thì thực chất là ông từ bỏ cái lĩnh vực truyền hình cáp này để vì ông có một cái dự định lớn hơn, đó chính là lĩnh vực truyền hình qua vệ tinh các bạn ạ. Và lúc này thì Lý Gia Thành đã tạo ra một kế hoạch và nó dài hơi hơn và nó lớn mạnh hơn, đó chính là ông cần phải triển khai cái truyền hình qua vệ tinh. Và lúc này thì ông đã tìm mua một cái vệ tinh của bên Mỹ, và cụ thể thì việc đầu tư vào cái lĩnh vực này thì nó tốn kém khá là nhiều, bởi vì là để có thể mua lại một vệ tinh nó gặp rất nhiều rắc rối. Và cụ thể thì và cuối cùng thì Lý Gia Thành có vệ tinh của mình, và ông đặt tên cho vệ tinh của mình là vệ tinh SAT-1. Và lúc này tổng giá trị đầu tư vào cho cái lĩnh vực mà truyền hình vệ tinh của Lý Gia Thành đã lên tới 120 triệu đô la Mỹ, và đây là một con số rất lớn vào thời điểm năm 1989 các bạn ạ. Và tiếp theo nữa thì Lý Gia Thành cần phải sự trợ giúp của con trai mình, đó chính là Richard, và ông đã gọi Richard về và cùng hai cha con đã cùng với nhau đã tạo ra một kênh truyền hình, đó tên là Star TV. Và Star TV đã đạt tới mức Star TV, mục tiêu của Star TV đó chính là phát triển trong tương lai đến thế kỷ 21 thì truyền hình sẽ đổ bộ vào cái hệ thống khách hàng, đó là 16,8 triệu hộ gia đình đang có nhu cầu sử dụng lĩnh vực truyền hình vệ tinh. Và lúc này thì Richard, con trai của Lý Gia Thành, cũng đã giải thích về cái tiềm năng của thị trường truyền hình nó rất là kỹ. Ví dụ như là anh đã giải thích rằng là truyền hình
Và thực tế thì Star TV nó đã phát triển rất là lớn mạnh, nó phủ sóng rất nhiều quốc gia. Và lúc này thì con trai của Lý Gia Thành, Richard Lý, đã nhận định rằng tiềm năng của Star TV rất là đa dạng. Và truyền hình vệ tinh thì xây dựng một cái thị trường bằng cách là tạo nên cái mối liên hệ giữa nhà quảng cáo, khách hàng với những người giàu có. Và quan trọng hơn là Richard Lý đã thể hiện cái khả năng là vươn tới các quốc gia, các nền văn hóa khác nhau, thì sẽ xây dựng nên cái bước phát triển có định hướng và rõ ràng, ổn định hơn. Và một số quốc gia thì cũng thực sự là không thích Star TV cho lắm, ví dụ như là Singapore và Nhật Bản. Và thậm chí là Singapore đã tuyên chiến Star TV vào năm 1992 bằng cách là nó đã tạo ra một số các kênh truyền hình, ví dụ như là Home Box Office, có thể được gọi tắt là HBO các bạn ạ. Và Nhật Bản thì cũng không thích Star TV cho lắm, bởi vì là Star TV chuyển qua xem các chương trình truyền hình của nước ngoài thì họ sẽ bị mất cái nguồn thu quảng cáo. Và chúng ta sẽ lướt nhanh qua nội dung của chương số 9. Chương số 9 có tên là Trở Về Cội Nguồn. Và chương số 9 giải thích lý do tại sao mà Lý Gia Thành luôn luôn đầu tư tập trung vào Trung Quốc và Hồng Kông. Bởi vì ông nói rằng là đấy chính là cái lòng yêu nước của ông về tình yêu hình mảnh tình yêu dành cho cái quê hương của ông. Và ngoài ra nữa, lý do thứ hai nữa là ông muốn mở rộng đế chế của mình. Và lợi nhuận từ chúng ta biết thêm về một số những cái dự định của Lý Gia Thành và một số những cái hình kinh doanh của tập đoàn Hoa Ký Hoàng Phố, cũng như một số công ty con của Hoa Ký Hoàng Phố, ví dụ là Hoa Ký Telecom, và một số cái dự án bất động sản và đem lại lợi nhuận cho Lý Gia Thành. Chúng ta sẽ lướt nhanh qua cái nội dung của chương số 10 để chuyển sang phần 2 của video. Chương số 10 đó chính là chương sự kiện năm 1997, và sau đó thì năm 1997 thì đã có một sự kiện, đó chính là Hồng Kông được chính thức được đế quốc được Anh trao trả lại cho Trung Quốc. Và cái việc này thì cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cái lĩnh vực kinh doanh của Lý Gia Thành. Và nhưng mà cái chính phủ Trung Quốc lúc đó thì vẫn cam kết một số những cái mục tiêu đầu tư, và Lý Gia Thành vẫn tiếp tục mở rộng những ngành kinh doanh của mình. Ví dụ như là ông mở rộng sang ngành kinh doanh hệ thống di động toàn cầu, GMS, và một số những cái lý do tại sao. Phần cuối của cuốn sách thì giải thích cho ta một số những lý do tại sao mà Lý Gia Thành lại có một số cái kinh doanh đầu tư hiệu quả như vậy. Và chúng ta đã biết là khi Lý Gia Thành nghỉ hưu thì sẽ có ai thay thế hay không. Và đó chính là một số cái nội dung mà mình muốn review các bạn. Và bây giờ mình chuyển sang phần 2 của video, đó chính là tìm ra một số những chiến lược mà trong những trang sách cuối cùng này Lý Gia Thành đang áp dụng. Ví dụ chiến lược đầu tiên là chiến lược về marketing. Chiến lược marketing của Lý Gia Thành áp dụng đó chính là tự biến mình thành một KOL. Và ông chính là một KOL cực kỳ nổi tiếng, để có thể quảng cáo những cái sản phẩm của tập đoàn của mình sản xuất ra. Và chiến lược kinh doanh tiếp theo mình tìm ra được đó chính là chiến lược về chuyển hướng kinh doanh có lợi nhuận. Về chiến lược hệ sinh thái thì mình thấy một chiến lược rất là hay, đó như là chiến lược cho phép đối tác đầu tư vào bản thân mình. Về chiến lược tài chính thì mình thấy có chiến lược về mua bán chuyển công ty này. Và chiến lược đó là chiến lược chính sách không vay nợ. Thì trên đây là phần review của mình về cuốn sách Lý Gia Thành, ông chủ của những ông chủ trong giới kinh doanh Hồng Kông. Cảm ơn các bạn đã nghe phần review của mình, và chúng ta sẽ có một video nữa, video tổng kết toàn bộ về cuốn sách này. Và hẹn gặp lại các bạn ở video đó nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.